tranh với cô được. Không. Cô gái sẽ tranh tài tại nội dung 200m. Đại diện của Việt Nam là Kha Thanh Trúc và Trần Thị Yến Nhi. Đó là những vận động viên sẽ tranh tài tại chung kết 200m nữ. Giành huy chương vàng ở nội dung này tại kỳ SEA Games lần trước là Veronica Shanti Pereira của Singapore với thành tích là 23 giây 52. Huy chương bạc và huy chương đồng đều là những vận động viên của Philippines Kia Richardson và Taylor Richardson. Trước đó năm 2019, huy chương vàng là Christina Nốt của Philippines và Lê Tú Trinh của Việt Nam năm đó giành huy chương bạc. Kết quả tại Đại hội Thể thao Toàn quốc và cũng là một thước đo nhất định để đánh giá xem khả năng cạnh tranh huy chương của hai cô gái của chúng ta tại nội dung này thực tế là không quá cao, bởi huy chương vàng năm ngoái là 23 giây 52 của Veronica Shanti Pereira
Thì Trường Đồng cũng là 23:87. Tranh chấp rất khó khăn. Vận động viên đã từng về nhất trong vòng loại. Tuy nhiên với những trục trặc về sự cố kỹ thuật trong website của ban tổ chức thì lúc đầu thậm chí đại diện của Việt Nam còn không có mặt ở lượt trận chung kết. Lãnh đội đoàn Điền Kinh đã lập tức khiếu nại kết quả này. Và Như Yến cùng với Thanh Trúc, như chúng ta đã thấy, đã xuất hiện trong phần thi chung kết chuẩn bị được diễn ra. Trần Thị Như Yến của Việt Nam 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games và được đánh giá là một trong số những mầm non có thể tỏa sáng một tương lai. Tám vận động viên tranh tài ở nội dung chung kết 200m nữ đã sẵn sàng. Venonica đường chạy số 6. Đó sẽ là gương mặt đáng chú ý bậc nhất, là ứng cử viên nặng ký nhất. Hai vận động viên của Việt Nam lần lượt ở đường chạy số 4 và số 2. Đã có lỗi xuất phát của Adhicha Phetkul. Và thật đáng tiếc cho đại diện của Thái Lan thì cô sẽ không được tiếp tục tham dự nữa. Các vận động viên sẽ xuất phát lại chung kết 200m nữ.
Veronica, vận động viên đang giữ huy chương vàng, đã bước đi rất nhanh và là người dẫn đầu. Bước chạy rất nhanh của Veronica và không ai có thể cạnh tranh với cô được. Không thể cạnh tranh được với Veronica Santi Pereira. Đó là một thành tích rất ấn tượng của Veronica nếu chúng ta biết rằng năm ngoái cô giành huy chương vàng với thành tích là 23:52. Khá sâu thành tích của chính mình. Và có cảm giác rằng dù đã rất cố gắng nhưng hai vận động viên của Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh được dù chỉ là huy chương đồng. Cô gái còn rất trẻ. Và họ là những niềm hy vọng cho tương lai, chứ không phải là ở thì hiện tại.